Xin chào các cô, chú, anh chị và các bạn đang xem video. Thì đây là ba cái cục lũa em mới đem về và đang còn hàng nha các cô, chú, anh chị. Thì cái cục thứ nhất là có cái chiều cao của nó là tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đó, nhìn cái ghế đó, ghế mình ngồi bình thường đây thì nó cao hơn cái ghế rất là nhiều nha. Cục thấp nhất, đây cục chính giữa đây là cục thấp nhất thì nó cũng dao động vào cái độ cao của nó cũng tầm như cục đầu tiên nhưng mà cái kích thước nó nhỏ hơn, cái bề rộng nó nhỏ hơn, còn cục đầu tiên thì nó to hơn rất là nhiều. Cái cục đầu tiên này thì các cô chú anh chị về làm sạch ra thì nó sẽ ra cái màu vàng nghệ rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Thì đây là em mới đem về chỉ là xịt ốp xúc để đẩy cát thôi, còn cái chưa có đánh cái màu lũa nó ra. Các cô chú anh chị về có thể đánh ra màu lũa rất là đẹp, hoặc là đem đi tật tượng thì cái hình số 1, cái ưu điểm của nó là nó có một cái cánh đỡ bàn sẵn rồi, thì các cô chú anh chị có thể tật tượng phía trước đây, hình con đỡ bàn cũng rất là đẹp. Và cục thứ hai thì thích hợp cho các cô chú anh chị trồng lan hơn, vì nó có rất là nhiều cái nhánh đi lên thì trồng lan nó rất là đẹp. Cục thứ ba thì cục này là to nhất, thì cục này nó cao tầm khoảng 1m6 đến 1m7 cái chiều cao nhất của nó. Còn cái gốc của nó là đẹp và rất là dài nha các cô chú anh chị. Cái mảnh này rất là to. Cái bề ngon của nó tầm một ngón gân tay. Đây này các cô chú anh chị, đó. Nó tầm khoảng gân bề dài của nó. Cái này nếu mà ghép lan hoặc là các cô chú anh chị trưng trong phòng thì đều được. Đây là gỗ dở nên các cô chú anh chị, nó rất là cứng, gỗ dở nó rất là tốt. Còn đây là cái lũa tự nhiên của nó. Em sẽ quay kỹ, các cô chú anh chị mà quan tâm cục nào thì em có thể quay chi tiết từng cục cho các cô chú anh chị xem nha. Gỗ dở là cái màu gỗ nó màu vàng rất là đẹp các cô chú anh chị, nhưng mà tại vì nó bị dính một cái lớp bùn bên ngoài đó nên là cái màu của nó hơi tráng một chút, nhưng mà khi mà các cô chú anh chị về làm sạch á thì nó sẽ ra cái màu vàng nghệ như thế này. Đây là cái màu mà mình đánh sạch ra thử một khúc để các cô chú anh chị thấy là nó màu vàng nghệ rất là đẹp. Cái cục này mà các cô chú anh chị về lên bio cũng rất là xinh, còn cái này là cái lớp bùn của nó. Mình để tự nhiên nên là mình không có đánh kỹ quá nên các cô chú anh chị thấy cái vết tự nhiên của nó. Chứ mà đánh kỹ nó thì nó sẽ ra một cái màu rất là đẹp. Thì đây là có cái hướng của cái cục đầu tiên nha các cô chú anh chị. Xung quanh đều là lũa hết nha các cô chú anh chị. Lũa tổ ong rất là đẹp. Còn cục thứ hai thì nó thích hợp ghép lan hơn, tại vì cục này nó hơi mảnh hơn nên là khó điêu khắc. Nhưng mà lũa thì nó rất là đẹp. Nó nhiều lũa hơn có cái cục lớn này. Em đứng gần nên em quay không có hết được cái cây gỗ các cô anh chị. Còn cục thứ ba thì cực kỳ đẹp, nếu mà các cô chú anh chị ghép lon thì nó rất là cao, tại vì nó cao tới 1m6 và rộng của nó là tầm 1m2 nên là cực kỳ rộng và to luôn. Các cô chú anh chị cứ hình dung cái kích thước là biết cái cục gỗ mình nó to như thế nào nha. Ví dụ con người cao 1m65 thì cục mình nó cao cũng khoảng tới khuôn mặt của mình. Cũng cục này thì nó bự nhưng mà nó thấp hơn. Đây là hai cái cánh này các cô chú anh chị, mọi người có thể tật tượng ở phía trước đây thì rất là đẹp. Nó dành cho các cô chú anh chị nào thích chơi điêu khắc tượng trên gỗ lũa. Nếu mà các cô chú anh chị mua cả ba cục này á, thì giá của nó là 3 triệu rưỡi một cục nha các cô chú anh chị. Và tiền cước thì các cô chú anh chị nếu mà sợ cước nặng thì có thể thêm em 500 nghìn nữa, thì em sẽ bao cước luôn cho các cô chú anh chị nha. Cục rất to nha các cô chú anh chị, không phải hòn nhỏ nha. Để cái ghế không là các cô chú anh chị sẽ thấy cái cục gỗ to như thế nào rồi. Nên là các cô chú anh chị
đừng có lo về cái việc hình ảnh, trong hình ảnh thì to mà về nhà thì rất là nhỏ. Thì cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của em nha.